Kính thưa quý Phật tử, tất cả chúng ta ngồi trong đạo tràng này có lẽ đã quy y Tam Bảo, đã trở thành người con của Phật. Là con của Phật, chúng ta phải từng bước học hiểu giáo lý để biết đường tu học. Bởi tu không học là tu mù, học không tu là cái đáy đựng sắt. Bước đầu của người Phật tử chúng ta là phải học để hiểu, để biết được con đường của chúng ta đi, mục đích của chúng ta tới. Người Phật tử đầu tiên chúng ta cần phải học hiểu tất cả những giáo lý căn bản, và nếu có điều kiện nên tìm hiểu tất cả các pháp môn, rồi sau đó chúng ta chọn cho mình một pháp môn phù hợp để tu học. Phải đi theo thứ tự. Cũng giống như chúng ta lúc nhỏ thì vào học mẫu giáo, rồi lớn lên học tiểu học, trung học, đại học. Học Phật Pháp cũng như vậy. Đầu tiên chúng ta phải tìm hiểu những giáo lý căn bản về tứ diệu đế, bát chánh đạo, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, vân vân. Rồi dần dần chúng ta tìm hiểu qua các pháp môn tu học. Khi đã có căn bản nền tảng rồi, chúng ta mới chuyên sâu vào một pháp môn. Cho nên chúng ta đừng nghĩ rằng mình là Phật tử hoặc tu một pháp môn nào đó, chúng ta chỉ biết tụng một kinh đó thôi, còn ngoài ra không cần tụng kinh nào, không cần tìm hiểu giáo lý nào. Hiểu như thế là sai. Đức Phật từ khi thành tựu đạo quả cho đến khi Ngài nhập Niết Bàn đã nói ra vô số pháp môn, và tùy theo căn cơ trình độ của chúng sinh, của con người mà Đức Phật đưa ra những pháp môn phù hợp giúp chúng ta hóa giải nỗi khổ niềm đau, giúp chúng ta hướng thiện hướng thượng, giúp chúng ta tiến đến con đường giác ngộ giải thoát. Chúng sinh có nhiều bệnh, cho nên cần phải có nhiều thuốc. Không thể nói rằng một phương thuốc này có thể trị tất cả mọi bệnh. Bệnh bao tử, uống thuốc bao tử. Bệnh gan, uống thuốc gan. Bệnh tim, uống thuốc tim. Bệnh thận, uống thuốc thận. Không thể nói bệnh thận mà lấy thuốc tim uống, hoặc là bệnh bao tử mà lấy thuốc gan uống. Chúng ta sở dĩ bước đầu phải học là như vậy, để tìm hiểu những lời Đức Phật dạy và xem chúng ta đang vướng mắc những điều gì, những phiền não gì, và phải cần pháp môn gì để có thể tu tập hóa giải được nỗi khổ niềm đau đó. Cho nên bước đầu quý Phật tử phải học, phải nghe. Đức Phật gọi là văn. Văn có nghĩa là nghe, nghe cũng có nghĩa là học. Chúng ta phải tìm hiểu những lời Đức Phật dạy và tìm hiểu tất cả các pháp môn.
Sau khi chúng ta tìm hiểu kỹ rồi, lúc đó chọn cho mình một pháp môn tu. Cũng giống như mình đã học tiểu học rồi, trung học rồi, bây giờ lên tới đại học. Quý vị thấy người ta học đại học là học chuyên ngành, như vậy ra mới có thể làm việc được. Chứ nếu mà học như tiểu học, trung học thì ra không biết làm gì. Bởi vì tiểu học, trung học là người ta học tất cả các môn. Khi lên đại học, học chuyên môn. Ai học kỹ sư, bác sĩ, kiến trúc sư, thầy giáo, họa sĩ thì họ đi chuyên ngành, sau đó ra mới có việc làm và họ mới đi sâu vào cái ngành nghề đó để kiếm sống. Chúng ta cũng thế, mình tu lúc đầu cũng phải học hết, phải tìm hiểu hết, sau đó chúng ta mới chọn cho mình một pháp môn. Từ khi chọn cho mình một pháp môn rồi, chúng ta đi chuyên sâu vào pháp môn đó. Lúc đó chúng ta có nền tảng vững chắc. Nếu khi thực hành có ai nói ra, nói vào, nói đúng, nói sai gì, chúng ta cũng giữ vững được lập trường. Như câu là dù ai nói ngã, nói nghiêng, lòng ta cứ vững như kiềng ba chân. Vì sao? Vì chúng ta đã tìm hiểu tất cả những lời Đức Phật dạy. Chúng ta đã tìm hiểu tất cả những pháp môn rồi. Ngày hôm nay chúng ta đã chọn cho mình một pháp môn phù hợp để tu, thì không ai có thể lay chuyển mình được. Như vậy chúng ta mới tiến thẳng đến con đường mục đích mà chúng ta muốn đến. Có lần một Phật tử hỏi thầy: thưa thầy, con tu pháp môn niệm Phật rất là lâu và con có niềm tin vững chắc đối với pháp môn niệm Phật. Con thực hành cảm thấy rất là an lạc, rất là hạnh phúc. Gần đây con nghe có người nói rằng không có cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, không có Đức Phật A Di Đà, làm con mất cái niềm tin. Từ đó con hoang mang, con không biết là như thế nào. Lúc đó thầy mới cười, thầy hỏi: vừa nãy cô có trình bày là cô đã tu pháp môn này khá lâu và đã tìm được sự an lạc, hạnh phúc trong pháp môn tu. Như vậy đó là kết quả rồi. Tại sao bây giờ người ta nói như thế mà cô lại hoang mang mất niềm tin? Rõ ràng những người này họ chưa có nghiên cứu, chưa có tìm hiểu kỹ tất cả các pháp môn. Cho nên khi mình tu, tu một thời gian, nếu ai nói là chúng ta bị động, và từ cái nghi ngờ đó khiến cho việc tu tập của chúng ta bị trở ngại. Chính bản thân cô nói rằng tu mấy năm trời đã có được an lạc, vậy thì đó là kết quả rồi. Bây giờ người ta nói cái gì thì nói, có Tây Phương Cực Lạc hay không, có Đức Phật A Di Đà hay không, điều đó không quan trọng. Quan trọng ở chỗ mình thực hành và đã có kết quả an lạc hạnh phúc ở hiện tại đây rồi. Đã có kết quả an lạc hạnh phúc ở hiện tại thì tương lai chúng ta cũng có an lạc hạnh phúc. Đó là nhân quả. Phải vững niềm tin. Mà muốn vững niềm tin, quý vị phải học, phải nghiên cứu từ thấp lên cao và nghiên cứu nhiều pháp môn để rồi chọn cho mình một pháp môn. Khi đã chọn rồi, không ai có thể lay chuyển mình. Và niềm tin của mình đối với pháp môn thật vững chắc. Như vậy, chúng ta tu tập mới có tiến bộ và mới có kết quả. Nếu không, hôm nay quý vị tu pháp môn này, ngày mai nghe người ta nói pháp môn kia hay cái bỏ, đi tu pháp môn kia. Ngày mốt nghe người ta nói pháp môn nọ hay cái bỏ, tu pháp môn nọ. Cũng giống như là chúng ta đi từ ở miền Nam đi ra miền Bắc,
Có một cái quốc lộ, đó là quốc lộ 1, chạy suốt từ Nam ra Bắc, mà chúng ta không đi lại, đi tới một cái đường nào đó lại rẽ, rồi tới một đường nào đó lại rẽ, cứ rẽ mãi thì không bao giờ chúng ta đi tới Hà Nội. Hà Nội nó chỉ có một con đường quốc lộ 1, chúng ta cứ đi theo con đường đó chắc chắn rồi sẽ tới Hà Nội. Bây giờ chúng ta tới cái ngã ba cái mình rẽ, thấy cái chỗ kia đẹp quá, đi vô đường đó. Rồi lát cái tới ngã ba kia lại thấy con đường này đẹp quá, lại rẽ nữa. Thế là chúng ta cứ đi rẽ hoài, cả đời chúng ta không thể đến được. Tu hành cũng vậy. Nếu ngày hôm nay quý vị không quyết định chọn cho mình một pháp môn, mà chúng ta nay tu pháp môn này, mai tu pháp môn kia, mốt tu pháp môn nọ, cũng giống như người đi đường mà cứ rẽ mãi sẽ không bao giờ đến. Đường có xa nhưng chúng ta cứ đi mãi cũng sẽ tới. Ngược lại đường có gần, chúng ta ngồi ở nhà hoặc là cứ đi lòng vòng hoài cũng không bao giờ tới. Ví dụ như từ sáng thầy đi từ chùa Hoằng Pháp đến chùa Phước Duyên, nếu thầy không biết đường hoặc đi lạc đường chắc giờ này cũng không tới, không thể tới được. Nhưng đi đúng đường thì tới, mà lại tới sớm nữa. Thầy đi lúc 4 giờ mà đến đây là chưa tới 7 giờ. Lúc đầu á nghĩ rằng chắc là phải 7 giờ rưỡi 8 giờ mới tới, sợ rằng lạc đường, sợ không có biết đường. Thế nhưng mà nhờ bác Hiền chỉ đường, biết đường đi rất là nhanh. Tu cũng vậy quý vị, khi quý vị biết đường rồi, biết pháp môn rồi thì chúng ta đi nó rất nhanh. Mình đi một lèo là tới. Còn không biết thì chúng ta cứ phải đi lòng vòng, đi vòng vo tam quốc thì sẽ chậm. Mục đích của chúng ta đến nó cũng sẽ xa. Vấn đề ở đây, thầy muốn khuyên tất cả các Phật tử, bước đầu chúng ta phải học. Mà học ở đâu? Học ở quý thầy, học ở kinh điển. Vậy thì khi chúng ta đã học ở kinh điển á, là bước đầu chúng ta phải tụng đọc tất cả các kinh điển, đừng có chấp. Có nhiều Phật tử nói tôi giờ tu tịnh độ là chỉ tụng Vô Lượng Thọ chứ không tụng gì hết. Cái đó là chúng ta đóng khung. Phật pháp thì vô lượng. Trong tứ hoằng thệ nguyện, quý vị nghe nè: chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Như vậy trong đó có câu là pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Nếu có điều kiện, nếu có thời gian, chúng ta nên tụng nhiều kinh để mình có được cái sự hiểu biết rộng. Sau khi chúng ta đã hiểu rồi, đã nắm vững các pháp môn rồi, lúc đó chúng ta mới chọn cho mình một pháp môn và có thể chọn cho mình một bộ kinh để mình tụng. Thế nhưng lúc đầu chúng ta không nên cố chấp là tôi mới vô tu, tôi chỉ biết tụng Vô Lượng Thọ thôi chứ không tụng kinh gì khác là sai. Những người nào mà đến cái bậc đó là những người đã tụng rất nhiều kinh điển rồi, đã tìm hiểu rất nhiều pháp môn rồi, đã học giáo lý đầy đủ rồi, lúc đó chúng ta mới đi sâu, mới tụng chuyên một bộ. Quý vị nhớ điều đó. Còn bây giờ mình chưa học, chưa hiểu, chưa có kiến thức rộng, chúng ta chỉ biết là tôi tụng kinh Vô Lượng Thọ thì điều này là sai. Thế nào là đúng, thế nào là sai, chúng ta phải biết điều này. Đúng là khi chúng ta đã học, đã tụng, đã tìm hiểu giáo lý, tìm hiểu tất cả pháp môn rồi, sau đó chúng ta chọn cho mình một pháp môn. Cho nên học Phật pháp
Chúng ta phải hiểu chỗ này, chứ không thể người ta làm rồi mình bắt chước làm, rồi mình làm rốt cuộc rồi mình bị cố chấp, mình bị đóng khung, cái hiểu biết của mình nó bị hạn hẹp. Nếu như thế thì Đức Phật đâu có thuyết vô lượng pháp môn. Vì căn cơ trình độ của chúng sinh sai khác nên Ngài phải dùng nhiều phương tiện. Ví như vừa nãy Thầy nhắc, con người của chúng ta ở đây có vô số bệnh thì phải có vô số thuốc để chữa, chứ không thể có một vị thuốc. Do vậy giáo lý của Đạo Phật có rất nhiều pháp môn, để tùy theo căn cơ trình độ của mỗi người mà chọn cho mình một pháp môn tu tập. Chúng ta ở đây mình tu pháp môn niệm Phật là chúng ta đã tìm hiểu giáo lý, tìm hiểu các pháp môn rồi. Bây giờ chúng ta chuyên sâu vào các pháp môn đó. Còn nếu quý vị chưa tìm hiểu, chưa có kiến thức rộng về Phật pháp, chúng ta niệm Phật, cứ nhất tâm niệm Phật. Còn tìm hiểu giáo lý, chúng ta cứ vẫn tìm hiểu để mình có cái kiến thức rộng. Bao giờ quý vị đã hiểu được Phật pháp, đã đọc hết tất cả các cái bộ kinh và cũng đã nghiên cứu các pháp môn rồi, bây giờ chúng ta tu pháp môn tịnh độ, bỏ hết, không có nghĩ cái gì nữa, chỉ chuyên niệm Phật, chuyên tụng một bộ kinh thì đó là được. Phải hiểu điều này. Còn không thì chúng ta thấy người ta tụng, mình cũng cứ đòi tụng cho bằng được. Có nhiều Phật tử nói: thầy không tụng kinh Vô Lượng Thọ con không đi chùa. Nói như vậy là sai. Tu hay không là do chúng ta, chứ không phải là ở chỗ chúng ta tụng kinh. Nếu quý vị tụng kinh nhiều mà tham sân si không có đoạn trừ thì đó cũng chỉ là một cái phước báo thôi, chứ không phải là tu. Tu là gì? Tu chính là sửa, chứ không phải tu là tụng kinh, không phải tu là ngồi thiền. Đó chỉ là một cái phương tiện. Chúng ta làm thế nào đó áp dụng được lời Phật dạy vào trong cuộc sống của mình, mình sống có an lạc, có hạnh phúc. Bây giờ quý vị vào chùa niệm Phật, ngồi đây niệm Phật thì hay lắm, nghe rất là hùng hồn. Thế nhưng mà bước ra kia người ta nói một câu đó là mình đã giận, đã buồn rồi. Lúc đó quý vị còn nhớ niệm Phật nữa hay không? Còn nhớ không? Nếu lúc đó chúng ta niệm Phật được á, mới là giỏi. Còn bây giờ niệm Phật thì dễ rồi, cứ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, đâu có ai đụng mình đâu, đâu có ai chọc mình đâu, đâu ai ghẹo mình đâu. Nhưng mà bước ra ngoài kia á, người ta chỉ nói một câu bà tu cái gì tu hú là bắt đầu rồi đó, mặt đỏ lên là có thể cự cãi, có thể chửi mắng lại. Như vậy chúng ta đâu có tu, lúc đó là hết tu rồi. Lúc đó tâm của mình đâu còn Phật nữa mà ma nó nhảy vào rồi. Tu là tu ở chỗ đó, chứ còn tu bây giờ thì dễ rồi. Cho nên chúng ta phải hiểu được, mình học để áp dụng được lời Phật dạy vào trong thực tế, vào trong cuộc sống. Mình vô chùa đây ngồi niệm Phật, đây là cái phương tiện để giúp chúng ta nhiếp tâm thôi, chứ còn chính ra là chúng ta phải đối diện với thực tế. Mà khi đối diện với thực tế, với cuộc sống mà chúng ta niệm Phật được, đó mới gọi là tu. Còn khi đụng vào thực tế, chúng ta phiền não, chúng ta sân hận, chúng ta đau khổ, là chúng ta chưa áp dụng được câu niệm Phật vào thực tế, vào trong cuộc sống. Đôi khi á, mình tu mà tu hoài nó vẫn khổ, là do chúng ta không áp dụng được,
không thực hành được những lời Phật dạy. Vậy thì bước đầu của người tu học Phật pháp là chúng ta cần phải học, và học từ thấp lên cao. Phải nghiên cứu cho thật kỹ, rồi sau đó chọn cho mình một pháp môn tu. Ở đây quý vị tu pháp môn niệm Phật, sau khi chúng ta đã tìm hiểu rồi và chọn cho mình pháp môn rồi thì chúng ta phải thực hành. Cái hành này mới quan trọng. Hiểu chỉ giúp cho mình có một cái kiến thức, có cái thấy biết đúng. Thế nhưng để được lợi ích cho thân tâm và đạt đến cái kết quả, chúng ta phải thực hành. Tu không hành như buồm mà không có gió. Quý vị chăng cái buồm lên mà không có gió thì cũng chẳng có đẩy được thuyền đi. Cho nên tu là phải hành, phải thực hành mới được lợi ích và kết quả. Như vậy chúng ta thực hành pháp môn niệm Phật bằng cách nào? Hàng ngày quý vị niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, dùng câu niệm Phật để đối trị lại với phiền não vọng tưởng điên đảo. Khi có một việc gì xảy ra, chúng ta nhớ Nam Mô A Di Đà Phật sẽ quên đi tất cả những phiền não đau khổ. Đó là chúng ta áp dụng được câu Phật hiệu vào trong thực tế, và đó mới chính là thực hành pháp môn niệm Phật. Quý vị nhớ cái điều này nghe, chứ không phải là chúng ta cứ niệm niệm rồi tới chừng có việc gì xảy ra chúng ta không áp dụng được câu Phật hiệu thì coi như chúng ta thất bại. Và cái danh hiệu Phật này chúng ta phải lưu ý, phải hiểu được cái ý nghĩa của chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô là cung kính, là quy mạng. A là vô, Di Đà là lượng, Phật là giác. Nam Mô A Di Đà Phật có nghĩa là cung kính đảnh lễ đức vô lượng giác. Chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật để nhắc nhở mình phải luôn luôn tỉnh giác. Đây là điều quan trọng. Quý vị lưu ý nha, đây là điều quan trọng. Khi chúng ta nhớ tới Phật là chúng ta phải giác, phải tỉnh. Quý vị nghe một lời nói không hay, tâm mình vừa khởi sân lên mình, Nam Mô A Di Đà Phật, Phật không có sân, không có giận. Lúc đó cái tâm sân hận của mình nó hạ xuống. Đó là chúng ta áp dụng được lời Phật dạy. Và đó chính là dùng Nam Mô A Di Đà Phật là vô lượng giác. Lúc đó chúng ta tỉnh giác. Niệm Phật như thế mới có kết quả. Thấy vật của người ta mình khởi lòng tham, Nam Mô A Di Đà Phật, lúc đó tự nhiên tâm mình sáng ra, tâm mình tỉnh ra và nghĩ rằng Đức Phật dạy mình giới không trộm cắp, không được lấy của người ta, thì tay mình không có đưa ra để lấy cái vật đó. Vậy là chúng ta chiến thắng. Nhờ câu niệm Phật chúng ta tỉnh giác, để rồi mình không phạm vào giới, không tạo tội. Đó mới gọi là niệm Phật. Khi quý vị niệm Phật, chúng ta phát nguyện một ngày mình niệm bao nhiêu danh hiệu Phật để giúp cho tâm của mình lúc nào cũng nhớ Phật, lúc nào cũng tỉnh giác, để khi đối diện với thực tế trong cuộc sống, trong các cái phiền não tham sân si, mình luôn luôn tự chủ, không bị tiền bạc sắc đẹp danh lợi ăn ngon ngủ kỹ nó làm cho mình mê đắm, để rồi gây tạo tội lỗi.
Và chúng ta nên nhớ chữ Nam Mô A Di Đà Phật, mình niệm đủ thì có ý nghĩa. Nam Mô có nghĩa là cung kính, là quy mạng. Rồi dần về sau á, có nhiều người lại suy nghĩ như thế này: niệm Phật Nam Mô mất nhiều thời gian. Thí dụ như giờ niệm Nam Mô A Di Đà Phật một tiếng đồng hồ đó thì được 1.000 câu, nhưng mà nếu bỏ cái chữ Nam Mô đi á, mình niệm A Di Đà Phật á, thì sẽ được 1.001 câu. Như vậy nó lợi hơn. Chúng ta tu mà tính toán như vậy là sai. Tính toán như vậy là sai. Mình niệm Phật để làm gì? Quý vị suy nghĩ coi, niệm Phật để làm gì? Để tỉnh giác. Chứ không phải niệm Phật để tính là một tiếng đồng hồ á, niệm Nam Mô A Di Đà Phật được 1.000, mà một tiếng đồng hồ niệm A Di Đà Phật thì được 1.001, được coi như lời được 100. Thì như vậy mình niệm A Di Đà Phật tốt hơn. Không phải như vậy. Chúng ta bỏ cái từ Nam Mô là thiếu. Từ xưa đến giờ đó, tổ tiên của chúng ta, từ thời Đức Phật cũng vậy, khi đệ tử đến là Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chứ không ai mà đến chỗ Đức Phật, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, mà phải có Nam Mô. Nam Mô là cung kính. Tự nhiên chúng ta bỏ Nam Mô, rồi nói niệm Nam Mô nó nhiều lắm, bớt Nam Mô đi, niệm A Di Đà Phật thì sẽ được nhiều hơn. Rồi chưa kể có người như thế này nữa, nói rằng là niệm Nam Mô A Di Đà Phật đúng hơn là Nam Mô A Di Đà Phật. Thì điều này chúng ta cũng cần phải hiểu cho thấu đáo, để đừng có bị hoang mang về chuyện Nam Mô A Di Đà Phật hay là Nam Mô A Di Đà Phật. Từ cái chỗ đó gây đến hoang mang cho Phật tử mình nhiều quá. Nhiều người nói Nam Mô A Di Đà Phật mới đúng, A Di Đà Phật là sai. Nếu nói như vậy thì từ cả 2.000 năm nay chư tổ rồi các Phật tử của mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật không ai được vãng sanh hết, toàn là nói dối hết. Vậy là nói dối hết rồi. Vì thì từ 2.000 năm nay người Việt Nam của chúng ta toàn là niệm Nam Mô A Di Đà Phật không à, mới gần đây mới nói là Nam Mô A Di. Vậy thì từ cả hàng ngàn năm về trước, các vị thầy tổ của mình, các Phật tử niệm Phật được vãng sanh là đều là dối hết sao? Tự nhiên chúng ta phủ nhận vấn đề hết sức là vô lý. Ở đây thầy sẽ phân tách cho các vị nghe. Nam Mô A Di, Nam Mô A Di, nếu nói đúng thì A Di cũng đúng mà A Di cũng đúng. Mà nếu nói sai á, thì A Di cũng sai mà A Di cũng sai. Bởi sao? Chữ của chúng ta đang nói đây đó là chúng ta dịch ra từ chữ tàu. Nếu chúng ta đọc nguyên chữ phạn á, thì không phải là như vậy. Chữ phạn là Nam Mô A Di Đà Phật, chứ không có chuyện là Nam Mô A Di Đà Phật hay là Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu quý vị muốn niệm đúng thì giờ ở đây thầy chỉ đó, niệm như vậy đi: Nam Mô A Di Đà Phật, chứ không phải Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật là chúng ta dịch từ chữ Trung Quốc ra, mà cái người Trung Quốc thì họ dịch từ chữ phạn đó, họ cũng vẫn lấy Nam Mô. Rồi cái chữ Amitabuddha thì họ dịch là A Di Đà Phật hay là A Di Đà Phật. Vậy thì bây giờ nếu mà chúng ta nói sai thì A Di Đà Phật cũng sai mà A Di Đà Phật cũng sai. Nếu chúng ta nói đúng thì A Di Đà Phật cũng đúng mà A Di Đà Phật cũng đúng. Còn nếu mà chúng ta căn cứ vào tiếng phạn thì phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật, chứ không có niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Cũng như bây giờ mình niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là sai.
Chữ phạn người ta không niệm như vậy. Nam mô Sakya Muni Buddha. Khi mà thầy đi qua Ấn Độ đó, thấy mấy người Ấn người ta niệm Nam mô Sakya Muni Buddha thì đó là Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật, chứ đâu có niệm như mình. Vậy thì nếu chúng ta nói rằng mình niệm đúng thì phải niệm Nam mô Amita Buddha, chứ không có niệm Nam mô A Di Đà Phật, mà cũng không niệm Nam mô Amida Phật. Quý vị phải hiểu điều này. Cho nên chúng ta niệm A Di cũng được mà A Mi cũng được, bởi vì đây là cái âm. Người Bắc mình nói khác, người Nam mình đôi khi nói khác. Nếu quý vị nào ở đây là người Bắc, hoặc là quý vị đi ra ngoài miền Bắc, chúng ta sẽ thấy điều này. Ở ngoài miền Bắc người ta niệm gì? Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đúng không? Ở đây hai người Bắc thì sẽ hiểu. Còn mình ở đây là Nam mô gì? Bổn Sư Thích Ca. Thì bây giờ cái nào đúng? Bổn đúng hay là bản đúng? Hai cái đều đúng. Nó do cái âm thôi. Ở ngoài Bắc thì người ta gọi là bản, ở trong Nam thì gọi là bổn. Có vậy thôi chứ có gì đâu. Thế mà còn tranh cãi với nhau. Ở ngoài Bắc á, người ta nói đi tới đường này á là rẽ, mình nói là quẹo, quẹo trái. Còn họ nói là rẽ trái. Thì rẽ với quẹo thì hai cái có khác nhau không? Cái âm gọi thì khác nhau, nhưng mà cái ý nghĩa của nó cũng vậy thôi, là cũng là quành trái thôi chứ không có gì hết. Nhưng mà đằng thì gọi là rẽ, đằng thì quẹo. Bây giờ hai người lại cãi nhau là rẽ với quẹo cái nào đúng? Đúng rồi, cái nào cũng đúng, phải không? Vậy là giỏi đó. Đôi khi người Phật tử chúng ta không hiểu, rồi lại có sự tranh cãi giữa vấn đề mi với di. Người này nói niệm mi là đúng, người kia nói niệm di là đúng. Rốt cuộc rồi chúng ta tự nhiên mình tạo ra cái sự hoang mang, nó không có cần thiết. A Mi cũng được mà A Di cũng được. Bây giờ quý vị thấy nè, người Việt Nam mình gọi người sinh mình là mẹ, phải không? Đúng không? Gọi là mẹ. Nhưng mà người Mỹ thì gọi là gì? Má. Đứa bé này nói cũng đúng nhưng mà chưa đủ. Ở nước ngoài như người Mỹ người ta gọi là mother. Mother là người mẹ. Còn bây giờ ở đây á, mình gọi người bố là bố, rồi có chỗ gọi là ba, có chỗ gọi là cha, phải không ạ? Nhưng mà người Anh gọi là gì? Father. Như vậy thì bây giờ ai đúng? Ai cũng đúng hết, thấy không? Bây giờ người Anh người ta đâu gọi là cha, đâu gọi là bố, đâu gọi là ba, mà người ta gọi là phá đơ. Giờ mình lại cãi nó, ông gọi phá đơ là sai rồi, gọi là ba mới đúng. Thì như vậy coi chừng người ta nói là mình thần kinh. Ngay như từ Việt Nam của chúng ta, quý vị thấy không? Miền thì gọi là ba, miền thì gọi là bố, ở ngoài Bắc thì gọi là bố, ở trong Nam thì gọi là ba. Rồi ở ngoài Bắc gọi là mẹ, ở trong Nam gọi là gì? Má. Thì bây giờ hai người cãi nhau đi, má với mẹ cái nào đúng? Đúng rồi, hai cái đều đúng. Thì như vậy mi với di thì cũng vậy thôi, mà cãi làm chi? Nhiều Phật tử mình á, cứ nghe rồi hoang mang, nói bà niệm di là không đúng, niệm mi mới đúng. Thật ra di với mi nó cũng là như vậy thôi, nó cũng là một cái âm đó thôi. Cũng như mẹ với má, này ba với bố, có vậy thôi chứ không có gì. Đôi khi chúng ta chưa hiểu được, rồi mình hoang mang, rồi tranh cãi, rồi đôi khi dẫn đến chỗ này thì niệm mi, chỗ kia thì niệm di. Theo thầy từ xưa đến giờ 2000 năm nay rồi,
từ ông tổ của mình cho đến bây giờ người ta niệm Nam Mô A Di thì bây giờ mình cứ niệm Nam Mô A Di đi, không có cần thiết gì phải là Nam Mô A Mi. Quý vị cứ niệm đi, nếu mà chúng ta nhất tâm tinh tấn tu tập mà niệm không được vãng sinh á, thì cái đó là lỗi tại quý thầy, mà thầy tin tưởng rằng không có cái chuyện đó. Cái điều của chúng ta quan trọng nhất là gì? Có phải là chữ mi với chữ di hay không? Không phải, mà ở chỗ nào? Đúng rồi, chỗ chúng ta có nhất tâm hay không, chứ không phải là ở chỗ a mi hay là a di. Bây giờ quý vị niệm a mi a di, xin thưa quý vị, cái đó mình thử dạy con két coi nó niệm được không? Được chứ phải không? Mình dạy nó cũng biết niệm, nhưng mà nó niệm thì nó niệm theo mình thôi, chứ nó đâu có cái tâm tu như mình đâu, không thể như mình được. Giờ chúng ta mở cái máy ra, cái máy nó cũng niệm được vậy, thì cái máy đó nó cũng đâu có nhất tâm, nó đâu có vãng sanh được. Thế nhưng mà chúng ta tu là nương theo cái danh hiệu Phật để làm gì? Để đi đến chỗ nhất tâm bất loạn. Bên thiền thì người ta nói đó là một công án để mà tu. Còn bên tịnh độ mình dùng cái danh hiệu Phật đó để tạo cái duyên cho mình được nhất tâm. Còn A-di, A-mi, Nam-mô, A-mi-ta-bút-ta cũng được. Bây giờ quý vị không niệm Nam-mô Di Đà Phật, cứ niệm Nam-mô A-mi-ta-bút-ta cũng được. Ở Ấn Độ người ta niệm vậy thôi, chứ người ta đâu có niệm Nam-mô A-di Đà Phật đâu. Và điều quan trọng trong việc tu tập của chúng ta đó là gì? Đó là phát nguyện. Quý vị nên nhớ, chúng ta muốn tinh tấn bền chí tu tập phải phát nguyện. Mỗi ngày quý vị nên phát nguyện trì một chuỗi 108. Phát nguyện một ngày phải niệm được một chuỗi. Niệm được không? Có nhiều vị nói với thầy là ít lắm, một chuỗi thì đâu có bao nhiêu. Thầy khuyên quý vị không cần phát nguyện nhiều, chỉ phát nguyện một chuỗi. Nhưng khi quý vị ngồi niệm Phật, quý vị niệm 100 chuỗi, 1000 chuỗi có được không? Được chứ, phải không? Đâu có ai cấm quý vị niệm nhiều đâu. Thế nhưng chúng ta lấy cái chuẩn một chuỗi để làm gì? Để giúp mình tinh tấn. Nghĩa là trong ngày đó nếu không niệm được một chuỗi là mình không đi ngủ. Dứt khoát là mỗi ngày chúng ta đều phải có niệm một chuỗi. Nhờ như vậy giúp chúng ta không lười biếng giải đãi. Còn không á, có thể hôm nay quý vị niệm 1000 chuỗi nhưng mà ngày mai chả có chuỗi nào. Ví như người ta nói nấu một cái nồi cơm, lửa đẩy vô cho nó nóng lên rồi lại rút lửa ra, rồi lát nữa lại cho củi vô, lửa cháy bùng lên lại rút ra. Như vậy xin hỏi quý Phật tử, nấu cơm tới chừng nào chín? Có chín được hay không? Chín được không? Không thể chín được. Muốn chín thì chúng ta phải lửa đều, nấu liên tục cơm mới chín. Tu cũng như thế, quý vị cần phải kiên trì, nhẫn nại và thực hành liên tục, không để cho gián đoạn. Hôm nay niệm 1000 chuỗi, ngày mai lại không niệm một chuỗi nào. Bây giờ quý vị phát nguyện đi, không cần nhiều đâu. Thì mệt lắm quý vị cũng ngồi 15 phút hay 10 phút, mà một chuỗi thì quý vị chừng, chắc chừng 3 phút là xong phải không? 3 phút thôi, không tới 5 phút. Mà chẳng lẽ một ngày chúng ta không bỏ ra được 5 phút để niệm một chuỗi hay sao?
Điều này ai cũng có thể làm được. Và khi ngồi niệm, thầy tin tưởng rằng không ai niệm một chuỗi đâu. Ít lắm mình cũng niệm từ 5 đến 10 chuỗi trở lên. Và chính nhờ cái phát nguyện đó mà giúp cho chúng ta chiến thắng được cái con ma lười biếng giải đãi. Bản thân thầy đã phát nguyện trong một ngày phải có một thời công phu. Và thầy phát nguyện thời công phu đó là vào lúc nửa đêm. Bởi vì thầy biết rằng mình á, ban ngày đôi khi bị phật sự, đi đây đi kia, có thể không thực hiện được. Bình thường á, nếu ở nhà thì khoảng 9 giờ rưỡi buổi sáng thầy vào niệm Phật cho tới 10 rưỡi. Nếu ai đi đến chùa gặp thầy thì giờ đó là không thể gặp được. Lúc đó là thầy công phu. Và buổi chiều thì từ 6 giờ đến 7 giờ rưỡi, nếu ai đến giờ đó cũng không gặp. Đó là nói ở nhà. Còn nếu mà thầy đi Phật sự vậy thì làm sao mình có cái thời giờ công phu? Có khi đi tới 9-10 giờ đêm. Do vậy thầy mới phát nguyện là một ngày á, sẽ có một thời công phu vào nửa đêm. Và thầy áp dụng cái này á, đã gần 10 năm nay rồi, không bỏ. Bởi vì khi mình đã phát nguyện rồi mình đâu có dám bỏ. Mà nếu bỏ đó thì cũng do không có cố ý. Bây giờ cứ khoảng 11 giờ rưỡi, 12 giờ là tự nhiên nó tỉnh, là dậy ngồi niệm Phật. Mà thầy không phát nguyện là niệm Phật bao nhiêu thời gian, là một tiếng hay nửa tiếng, thầy không phát nguyện điều đó. Và chỉ phát nguyện rằng nửa đêm dậy ngồi niệm Phật. Như vậy nếu mà thầy khỏe thì ngồi 1 tiếng, không khỏe thì ngồi nửa tiếng, không khỏe nữa thì ngồi 10, 15 phút cũng được vậy. Nhưng không bỏ. Và thầy thấy mình tu tập như vậy nó có tiến bộ. Nghĩa là ngày nào mình cũng có công phu. Xin thưa với quý vị, nếu mà không phát nguyện như vậy thì chắc chắn rằng quý thầy đôi khi cả ngày không có thời giờ để tu đâu. Ngay như thầy đi Phật sự ra ngoài miền Bắc, quý vị biết đôi khi đi cả ngày, từ ngày này qua ngày kia, khi đã đi ra ngoài miền Bắc rồi có thể đã đi nửa tháng, một tháng. Những anh đi theo thầy quay phim chụp hình, đi buổi sáng về tối bắt đầu nó lăn ra ngủ cho tới 7-8 giờ sáng. Thế mà thầy tuy rằng so với mấy anh đó là lớn tuổi, lớn tuổi hơn nhiều, nó toàn là thanh niên không à, mười mấy 20 tuổi, mình 50 mấy rồi, thì mình hơn tuổi nó nhiều chứ. Thế mà về thầy tối vẫn 12 giờ công phu, mà sáng ra mình vẫn khỏe tỉnh bơ. Chính nhờ cái công phu đó giúp cho mình có lại cái năng lực. Quý vị cứ nghĩ như thế này, chúng ta có một cái bình ắc quy, thì khi mình xài á hết thì phải làm sao? Phải sạc. Chính buổi tối đó mình tu là mình sạc bình đó. Nhờ như vậy mà thầy đi một tháng trời với mấy anh thanh niên mà thầy vẫn khỏe, mà tối mình vẫn thức dậy để công phu. Cho nên cái công phu nó rất là cần thiết. Chúng ta nên phát nguyện. Có lần á, thầy bị con ma lười biếng á, nó dụ dỗ. Cái hôm đó dậy xong cái nó nói giờ còn sớm, ngủ một chút đi. Thì lúc đó coi đồng hồ mới có 11 giờ, thường thường thì mình công phu từ 11 rưỡi tới 12 giờ, nó còn sớm, ngủ một chút nữa đi, để lát nữa dậy. Thế mình nhắm mắt vô ngủ, tới chừng giật mình tỉnh dậy đó, 4 giờ. Cái từ hôm đó là hối hận là mình bị cái con ma ngủ này nó lừa mình. Thế là kỳ sau thế mà tỉnh lúc nào là dậy lúc đó. Nếu chúng ta tỉnh rồi dậy liền thì mình không có bị nó lừa. Còn không mà nói thôi ráng ngủ một chút đi là rồi đó, là đánh một giấc là tới sáng luôn.
Và quý vị biết rằng 12 giờ mà dạy công phu là cả một vấn đề. Cả một vấn đề. Nếu chúng ta không có ý chí, nghị lực thì không thể ngồi nổi với giờ đó đâu. Ngồi là nó gục liền. Thế nhưng mà đặc biệt, từ khi mà thầy phát nguyện nửa đêm dậy tu á, không bao giờ ngủ gục. Mình phải có cái phương pháp mới được. Còn không có phương pháp, bảo đảm quý vị ngồi là gục liền. Bởi vì cái thời đó là cái lúc mà nửa đêm mình đang ngủ ngon mà dậy, cái sự ngủ nó còn mãnh liệt lắm. Thầy chỉ cho quý Phật tử cái phương pháp này, bảo đảm là không có buồn ngủ. Bởi vì thầy thực hành rồi, gần cả chục năm nay rồi, có kinh nghiệm. Khi quý Phật tử ngồi niệm Phật, chúng ta hít hơi thở vào, mình niệm á, Nam Mô Di Đà Phật, hít vào Nam Mô Di Đà Phật, mình đếm 1, Nam Mô Di Đà Phật 2, Nam Mô Di Đà Phật 3 cho tới 10, và mình hít vào, nếu mà chưa đầy bụng nữa đó, hít nữa, và cái niệm tiếp Nam Mô Di Đà Phật 1 cho đến 10. Đến khi nào mà quý vị hít vào không nổi á, thì cố gắng thêm một chút nữa để cho nó căng, nó chịu không nổi, thì lúc đó tự nhiên quý vị thở ra. Và thở ra cũng phải từ từ nha, thở từ từ cho khi nào mà nó ra hết, quý vị hót cái bụng vô, chứ lúc hít vào thì phình bụng ra, lúc thở ra thì hót bụng vào, hót bụng vào cho đến khi mình thở không ra được nữa đó, nó mệt rồi, nó không chịu nổi nữa, thì mình điều hòa lại, bắt đầu ngồi. Bảo đảm với quý vị là không bao giờ ngủ. Sao ngủ được? Khi quý vị hít bụng như vậy, nó căng cái bụng rồi là lúc đó con người mình hưng phấn lên rồi, nó tức, nó bí rồi, làm sao buồn ngủ được nữa. Rất là tỉnh. Nếu mà quý vị ngồi thở một hơi vậy xong rồi, bắt đầu mình tiếp tục niệm Phật, thấy nó buồn ngủ, quý vị lại thở một hơi thứ hai. Đây là kinh nghiệm gần 10 năm nay thầy thực hành cái pháp này, và không có bao giờ mà 12 giờ đêm dậy mà buồn ngủ, ngủ gục cả. Không có cái chuyện đó. Chỉ có cái là công phu mệt á thì mình nằm mình nghỉ thôi, chứ còn không có ngủ gục. Cho nên á, quý Phật tử cần phải phát nguyện. Chính nhờ phát nguyện như vậy mà mình mới tinh tấn, mới chiến thắng được cái lười biếng và giải đãi, và cái công phu của mình nó mới được liên tục. Còn không thì phần lớn chúng ta bữa nay thì khỏe thì tu dữ lắm, nhưng mà mai mệt thôi là nằm ngủ luôn, chẳng tu nữa. Tu như vậy thì khó có kết quả. Mình phải cố gắng. Bởi vì khi chúng ta đã hiểu được cái pháp môn tu rồi thì mình phải thực hành, phải đi sâu vào nó mới được có kết quả. Trong cái pháp môn tu niệm Phật của chúng ta, quý vị nhớ ba điều căn bản đó là gì? Tính, nguyện và hành. Đó. Nếu chúng ta có niềm tin mà chúng ta không thực hành, không phát nguyện thì chúng ta cũng không thể thành tựu được. Vấn đề phát nguyện rất là quan trọng. Quý vị thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, sau khi từ giả cung vàng địa ngọc để vào rừng tầm chân lý, Ngài cũng đã đi học nhiều thầy và đã tu nhiều năm nhưng không có kết quả. Cuối cùng thì Ngài đi đến đâu? Đến bên cây Bồ Đề, phải không ạ? Và Ngài làm gì? Làm gì? Phát nguyện, đúng chưa? Quý vị nhớ không? Ngài phát nguyện nếu không thành tựu đạo quả, thề không rời khỏi gốc cây này. Chính cái phát nguyện đó làm cái động lực để cho Ngài thành tựu được Phật quả.
Chúng ta tu cũng vậy. Ngày hôm nay mình hiểu biết được pháp môn tịnh độ và mình biết được cái yếu chịu của pháp môn tịnh độ, đó là tín nguyện hạnh. Thì quý vị phải phát nguyện. Trước nhất là mình phải phát nguyện tu, rồi sau đó mình mới phát nguyện vãng sinh được. Chứ mình không có hành thì làm sao mà chúng ta đi đến nơi được. Hành có nghĩa là đi, mà mình không đi thì làm sao đến. Bây giờ quý vị ngồi ở đây muốn đi về chùa Hoằng Pháp, cứ muốn đi về chùa Hoằng Pháp, muốn đi về chùa Hoằng Pháp, nhưng mà cứ ngồi đây hoài có đến không? Chẳng bao giờ đến được hết. Dù quý vị có muốn cỡ nào thì cũng cứ ở chỗ chùa Phước Duyên thôi, chứ không thể đến Hoằng Pháp được. Vậy bây giờ quý vị muốn đến Hoằng Pháp thì phải sao? À, phải đi, đúng rồi. Mà muốn đi thì phải làm sao? Hả? Muốn đi thì phải hành hả? Muốn đi thì phải có tiền, đúng không? Còn không có tiền thì sao? Hả? Không có tiền thì sao? Không có tiền thì đi bộ. Đi bộ tới không? Tới, sao không tới? Như vậy chúng ta đi bộ thì chậm, mà đi xe thì nhanh. Mà muốn đi xe thì phải làm sao? Đúng rồi, có tiền. Không có tiền thì không lên xe được. Như vậy chúng ta muốn được về thế giới của Đức Phật A Di Đà thì mình cũng phải thực hành. Nguyện với hành nó quan trọng lắm quý vị. Quý vị hành thì mình phải có cái nguyện, nhờ cái nguyện đó giúp cho mình tinh tấn. Trong giới Phật giáo Đài Loan có một vị hòa thượng tên là Diệu Liên. Ngài ở chùa Linh Nham. Ngài phát nguyện tu Ban Chu Tam Muội, 90 ngày không ngồi không nằm. Mà Ngài đã thực hành cái pháp Ban Chu Tam Muội này không phải một lần mà 10 lần. Khi thầy nghe như vậy mình sợ rồi, chứ đừng nói chỉ là thực hành nữa. Bây giờ quý vị cứ suy nghĩ coi, một ngày mình không ngồi không nằm chịu nổi không? Không thể chịu nổi. Ở đây Ngài phát nguyện tu như thế là 90 ngày không ngồi mà không nằm. Năm 1999, lần đó thầy được mời đi qua Đài Loan để tham dự một cái lễ khánh thành của một ngôi chùa. Nhân dịp này họ có đưa đi đến chỗ Linh Nham Sơn Tự, nơi hòa thượng Diệu Liên để ở. Thì lúc đầu đến thì mình chưa biết được một ngài, chưa nghe được cái danh tiếng của ngài, nhưng mà cũng có diễm phúc là được gặp ngài. Thì sau khi về mới đọc một số tài liệu thì mới biết rằng ngài này tu quá siêu việt. Tu Ban Chu Tam Muội một lần đã là khó, mà ngài đã phát nguyện tu như vậy là tới 10 lần. Quý vị thử tưởng tượng thôi. Nhờ như thế mà cái oai đức của ngài nó lớn lắm. Lúc đó Phật giáo Đài Loan người ta ngưỡng mộ ngài, người ta quý kính ngài dữ lắm. Bởi vì thực tế mà nói không ai làm nổi. Ở đây như chúng ta mà phát nguyện chừng 3 ngày mà không ngồi không nằm thử coi nổi không? Quý vị nào thử coi. Không cần 90 ngày, 3 ngày thôi, xem coi chịu nổi không. Thầy thì chắc là thua rồi, không dám. Cho nên khi nghe các ngài tu như vậy, tự nhiên mình hổ thẹn, mình cảm thấy hổ thẹn. Mình tu chưa có đi tới đâu hết á, chưa ăn thua gì hết. Nếu đứng trên cương vị thầy á, mà thầy nói cái việc tu của mình á, thì nó cũng là sai. Nhiều khi người ta nghe người ta nói ông tu mà còn khoe. Nhưng mà không phải ở đây khoe với quý vị, mà muốn nói ra để cho quý vị lấy đó làm gương,
Bởi vì mình phải làm được thì mới khuyên người ta làm. Bây giờ mình nói mấy Phật tử ráng phát nguyện niệm Phật đi, nhưng mà mình có chịu niệm đâu, mình có phát nguyện niệm hay không, thì tự nhiên cái lời nói của mình nó không có tác dụng mấy. Nhưng mà thầy phải nói, đó, tôi bản thân nè đã phát nguyện niệm Phật đó, ban đêm 12 giờ dậy niệm Phật như vậy. Thì quý vị nghe thì quý vị phát khởi cái niềm tin ở đó, ông thầy ông làm được, 12 giờ ông dậy ông tu được, thì mình cũng phải cố gắng. Đó là nói về cá nhân mình, để cho quý vị lấy đó làm cái gương để tinh tấn tu. Chứ bây giờ nếu mà thầy đem ra so với Hòa Thượng Diệu Liên như vừa nãy nói thì thấy chán thua gì hết. Đó quý vị thấy không? Hòa Thượng 90 ngày mà không ngồi không nằm, mình thì còn nằm ngủ. Tối chỉ có thức dậy nửa tiếng, 1 tiếng đồng hồ tu cũng có cái gì đâu. Chán thua gì so với ngài hết. Chúng ta nhìn những vị đó để làm gì? Để mình học tập, để mình cố gắng. Nếu không có những tấm gương đó, đôi khi chúng ta tu giải đãi, và phần lớn mình cứ nghĩ rằng mình tu như vậy là nhiều rồi, là giỏi rồi, không có nỗ lực, không có cố gắng. Cho nên thầy khuyên các Phật tử phải phát nguyện đi. Bắt đầu từ hôm nay quý vị phát nguyện. Và không nên phát nguyện nhiều, cứ phát nguyện một ngày một đêm. Con nguyện là niệm một chuỗi 108, không bỏ. Quý vị cứ phát nguyện, mạnh dạn phát nguyện. Nhờ như vậy mà chúng ta tinh tấn. Còn khi quý vị ngồi xuống niệm Phật, bảo đảm quý vị sẽ niệm 5 chuỗi, 10 chuỗi, 50 chuỗi, 100 chuỗi, chứ không ai niệm chuỗi đâu. Mà cùng quá mệt, bệnh gì đó, thì chúng ta niệm một chuỗi thì mình cũng không thất lời hứa, không có mất cái hạnh nguyện của mình. Chính cái nguyện đó giúp cho chúng ta tiến đến con đường giác ngộ giải thoát, tiến đến mục đích vãng sinh của mình. Tất cả chúng ta tu, mình phải có cái mục đích, phải có lý tưởng. Khi có mục đích lý tưởng rồi, chúng ta phải cố gắng nỗ lực theo đuổi và cố gắng thực hành đạt cho được mục đích lý tưởng của mình. Quý vị tu, thứ nhất, như vừa nãy thầy nói là chúng ta phải học. Học để hiểu. Sau khi học hiểu rồi, chúng ta mới chọn cho mình một pháp môn. Khi đã chọn cho mình một pháp môn rồi, dù ai nói ngã nói nghiêng thì quý vị vẫn vững như kiền ba chân. Là sao? Là do chúng ta đã học rồi, đã nghiên cứu rồi, đã tìm hiểu rồi. Bây giờ mình tu, dù ai nói pháp nào hay, pháp nào nhanh thì chúng ta cũng cứ nghe, nhưng mà việc mình cứ tu, không có lung lay. Giống như cái cô kia tu niệm Phật mấy năm trời rồi, có an lạc, có hạnh phúc, mà nghe người ta nói không có Tây Phương, có Phật Di Đà, tự nhiên cái mất cái niềm tin. Như vậy là chúng ta chưa có hiểu, chưa có nghiên cứu sâu sắc, cho nên dễ lung lay. Thầy khuyên với các Phật tử là như vậy, là bắt đầu chúng ta phải học, phải đọc, phải nghe, phải tìm hiểu, rồi sau đó mình chọn cho mình pháp môn. Thì khi đã chọn, đã thực hành, chúng ta vẫn không bị những người khác lung lay. Rồi sau khi chúng ta đã chọn cho mình một pháp môn rồi thì mình phải phát nguyện thực hành. Nhờ cái phát nguyện đó mà quý vị dù bận, dù bình, dù thế nào đi nữa, chúng ta vẫn công phu, vẫn thực hành. Nhờ vậy mà con đường của chúng ta đi, mục đích lý tưởng của chúng ta đến sẽ gần hơn, sẽ dễ thành tựu hơn. Như vậy thì hôm nay đó thì thầy 2 năm rồi mới có được cái duyên để trở về, đồng thời cũng được gặp lại toàn thể quý Phật tử, thấy tinh thần tu học của quý Phật tử cũng vẫn đạo tâm kiên cố. Thầy cũng mong rằng quý vị cố gắng phát nguyện tinh tấn trong việc tu học của mình,
Thì trước khi dứt lời, xin thành tâm cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý Phật tử và gia quyến luôn được an vui, hạnh phúc và kiết tường như ý. Nam Mô A Di Đà Phật.